Đây, xin chào các bạn. Tất cả rất là đẹp luôn. Đây. Đây, tôi đang quay tại vì tôi chụp ảnh, tôi không chụp để mà hết những cái cảnh, cái đẹp ở đây được. Tôi mang cả hai ống kính lên luôn nhưng mà tôi phải quay để cảm nhận cái đẹp ở đây. Rất là tuyệt vời luôn. Đẹp luôn. Đứng ở đây sẽ nhìn thấy tất cả biển Vũng Tàu và thành phố Vũng Tàu nhá. Đấy. Vũng Tàu là bãi tắm nhá, đây là bãi tắm của mọi người. Không phải là bãi tắm. Rất là đẹp. Tôi sẽ một ngày tôi sẽ làm một cái video để mà khám phá cái Vũng Tàu này trong khi đi công tác ở miền Nam Việt Nam. Rất là đẹp luôn. Đây các bạn nhìn. Đẹp quá. Đây các bạn nhìn thấy đây. Tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời luôn. Bây giờ mình đang ở bên Vasco da Gama của Brazil chứ không phải là ở Vũng Tàu Việt Nam đâu. Rất là đẹp. Đây. Cánh bên kia nhá. Tôi đây là cánh tay bên phải nhá, cánh tay bên phải của chú Kito nhá. Đấy. Thì tôi sẽ sang bên kia quay để mà thấy cái bãi tắm của Vũng Tàu cơ. Rất là đẹp luôn. Tuyệt vời luôn, thưa các bạn đấy.